Kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi các cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay Trung tá Nguyễn Việt Sô, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an tỉnh Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ nói về nghị quyết 112 của Chính phủ về cải cách hành chính trong lĩnh vực hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân. Ông xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Thưa ông, thì với nghị quyết 112 của Chính phủ về cái đổi mới trong cái quản lý hộ khẩu và chứng minh thư bằng cái mã số, vậy thì ở Nghệ An ta triển khai như thế nào ạ? Thì ngày 30 tháng 10 năm 2017, Chính phủ ban hành nghị quyết 112 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý nhà nước Bộ Công an. Thì đây là một chủ trương lớn thì sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho công dân khi công dân giao dịch với các cơ quan chức năng. Đối với người dân, việc bãi bỏ sổ khẩu và chứng minh nhân dân sẽ kéo theo việc bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính khác. Khi chúng ta bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân rồi thay bằng cái mã số của dân cư, vậy thì sẽ có nhiều cái thay đổi trong cái mã số của ngân hàng này, hay là những cái quản lý của ngành thuế, hoặc có thể là trả lương hưu chẳng hạn. Cái vấn đề này thì có thể có những cái rắc rối như nào mà chúng ta cần phải giải quyết? Cái việc sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân là một tập hợp các cái thông tin của công dân như ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân, vân vân. Theo đó, khi Bộ Công an xây dựng hoàn thành xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lộ trình thì báo cáo với quý vị là chậm nhất đến ngày 1 tháng 10 năm 2020 các tỉnh thành phố đó cả nước sẽ hoàn thành cái việc xây dựng cơ sở dữ liệu đưa vào khai thác. Lúc đó mọi thông tin của công dân sẽ được tập hợp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và mỗi công dân sẽ được cấp một số định danh. Số định danh này được gắn vào thẻ căn cước công dân. Và cùng theo đó, các cơ quan chức năng và cũng như công dân được chia sẻ, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu về dân cư để khai thác và sử dụng. Sau khi hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì Bộ Công an sẽ thực hiện việc bỏ sổ khẩu, bỏ chứng minh nhân như ta đang dùng hiện nay, và thay thế vào đó là mã số định danh nó gắn liền với thẻ căn cước công dân. Vâng, như vậy thì với cái thẻ căn cước đó thì ở Nghệ An đã tiến hành để mà mã hóa cái số liệu chưa, và có thể là khi nào thì có thể công dân sẽ thay chứng minh thư hộ khẩu bằng thẻ căn cước? Thì sau khi nghị quyết 112 có hiệu lực thì Chính phủ đã giao cho Bộ Công an để thực hiện cái việc phương án loại bỏ các cái hộ khẩu và chứng minh dân. Tuy nhiên, hiện tại Bộ Công an đang triển khai thực hiện cái việc thu thập thông tin để định cái mã số định danh vào trong mỗi cá nhân. Khi mà 63 tỉnh thành trong cả nước thực hiện xong cái căn cước công dân, thực hiện xong cái mã số định danh, thì lúc đó chúng ta tiến hành thực hiện cái việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, bỏ chứng minh nhân dân. Thưa ông, là việc cái bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân ấy, sẽ thay bằng một cái thẻ căn cước. Vậy thì nhiều người hiểu nhầm đó là bỏ luôn cái quản lý, nhưng mà thực ra thì chắc chắn là có một cái sự quản lý chặt chẽ hơn trong cái mã hóa này. Việc bãi bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân không có nghĩa là nhà nước ta từ bỏ công tác quản lý. Việc bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân là thay đổi hình thức quản lý từ việc cấp sổ hộ khẩu bằng giấy, chuyển sang quản lý từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào việc quản lý. Để đảm bảo cho quyền lợi và lợi ích của công dân, trong thời điểm này công dân vẫn thực hiện theo cái luật cư trú năm 23. Các cái văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú, và hiện nay công dân chưa cần phải làm thủ tục gì để thay đổi sổ hộ khẩu thường trú. Anh Hồ Văn Tài có gửi đến chương trình câu hỏi là có các cháu bé mà sinh năm trong năm 2017 ấy, thì đã được cấp cái sổ định danh và giấy khai sinh cũng như cái sổ hộ khẩu gia đình nữa như thế nào không? Kính thưa với anh Tài, là từ tháng 6 năm 2017, Sở Tư pháp Nghệ An đã kết nối với cái giữa cấp giấy khai sinh, đồng thời phối hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là để cấp sổ định danh cá nhân. Tuy nhiên thì việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được Bộ Công an xây dựng, lộ trình là tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2020 sẽ hoàn thiện đưa vào khai thác để sử dụng. Thưa ông, là có một cái câu hỏi gửi về, đó là vậy thì cái mã định danh đó
ở tỉnh Nghệ An sẽ được cấp lúc nào và sẽ tiến hành các bước ra sao? Sau khi hoàn thiện xong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư thì Bộ Công an sẽ cấp cho công dân, mỗi công dân một số định danh. Đến lúc đó việc thay thế sổ hộ khẩu truyền thống bằng giấy như hiện nay sẽ được thay bằng quản lý bằng công nghệ thông tin. Và chứng minh nhân dân chính số sẽ được thay thế bằng thẻ căn cước công dân gắn vào mã số định danh. Và tại địa bàn Nghệ An thì đúng như đồng chí đại tá phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an tỉnh đã trả lời ở hành lang Quốc hội, Nghệ An mọi việc đã sẵn sàng. Theo đó thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo. Công an tỉnh là đơn vị thường trực của ban chỉ đạo. Công an tỉnh là cơ quan thường trực nên thời gian qua công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, tập đoàn Viettel đã khảo sát và sẽ sắp đặt cái hệ thống đường truyền từ cấp xã, cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đáp ứng tốt cái yêu cầu triển khai thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vậy thì quá trình thay đổi từ cái sổ truyền thống nó sang cái mã số định danh thì công dân có nhiều họ thắc mắc là cả cái cá nhân làm cái thủ tục của chuyển đổi đó có phải nộp lệ phí không? Về thủ tục cấp mã số định danh thì ở trường hợp thứ nhất là cấp mã số định danh cho cá nhân đối với công dân được đăng ký khai sinh từ tháng 6 năm 2017. Thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã áp dụng đối với những trường hợp đăng ký khai sinh sẽ được cấp và ghi số định danh vào giấy khai sinh. Quy trình được thực hiện như sau: công dân sẽ đến đăng ký khai sinh tại tư pháp thì có trách nhiệm kê khai đầy đủ các cái thông tin vào phiếu của tư pháp cấp. Sau đó cơ quan tư pháp sẽ có trách nhiệm kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp mã số định danh. Cái mức thu lệ phí á thì cấp theo giấy khai sinh nếu đăng ký đúng hạn, còn riêng đăng ký quá hạn thì 5.000 đồng một trường hợp. Ở trường hợp thứ hai là công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân theo cái quy định thì làm thủ tục khi bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân, cơ quan công an sẽ có trách nhiệm thu thập chuyển các thông tin cho trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi đối chiếu các thông tin chính xác thì Bộ Công an sẽ chuyển cái mã số định danh về cho cơ quan cấp căn cước công dân. Đó chính là mã số định danh gắn với căn cước công dân. Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin ông đã trao đổi. Thưa quý vị, qua những cái trao đổi của Trung tá Nguyễn Việt Số thì chúng ta có thể hiểu được lộ trình về cấp thẻ căn cước thay cho sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân truyền thống. Chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.